Nãy giờ quay được cũng gần 2 tiếng. Ngồi nói chuyện vu vơ. Clip này chắc bà con giật mình á. Trời ơi, thấy tử sao mặc áo thun vậy? Xin lỗi nha. Mình nãy giờ xin lỗi nhiều, xin lỗi nữa. Bởi vì buổi sáng ở đây ở nhà đâu có tính làm cái clip này đâu. Nên mặc đồ cho nó thông thả một chút. Tâm hồn nhẹ nhàng một chút. Để vô cái áo sơ mi từng 7 ngày thấy nó nặng quá. Mặc áo mà nặng nề hơn, nói chuyện nó cũng khó khăn hơn. Còn cái này mặc thông thả, nói chuyện thông thả. Lần trước, lần đầu tiên con thấy sư phụ mặc cái áo màu đỏ nên nói sư phụ bỏ cái clip. À, cái đó ở nhà trên chiếc xe OV. Yeah. Thời đó sư phụ không có biết làm cái clip, cách ăn mặc, cách mà cho mấy cái fan hâm mộ á, mình tôn trọng họ mình cũng không biết. Ôi đủ thứ không biết thời đó. Nghĩa là sao nó kỳ cục, nhìn lại nó quê. Nhìn lại mấy clip cũ quê. Hai thôi. Ừ. Quê. Rồi bây giờ qua ngày tháng học hỏi, có bầm dập rồi bắt đầu hết mưa rồi. Bây giờ mới tới nắng nắng hơn chút quá. Đây còn cái anh Bao ăn tiếp để bỏ uổng. Tại vì mày thành vong linh không có anh Bao ăn đó con. Nãy giờ vô quay cũng được tiếng mấy. Cảm ơn Thiên Mỹ Hạnh. Đây. Làm gì đó sư phụ, con có làm gì đâu. Đã lãnh đạo nhóm Thiên họ Thiên đây nè. Đây sư phụ cảm ơn hết. Từ miếu Ma Hồ, bữa tiệc, rồi tới bếp đê. Bữa nay chuyến này đi vui. Sư phụ có cho con anh với bà chị con mà anh họ đó. À, thấy. Dạ cho đến nơi cung sư phụ đợi từ sáng giờ. Con chỉ sợ chưa tới tới đây. Không, tới đây sư phụ cho kỳ trước rồi, nhưng mà giờ muốn ra cúng ông Ma Hồ. Nhưng mà mình chưa ra, chưa mới ra mà. Dạ, cô nói chưa mới ra. Thì đừng có để người ta qua xóm tội nghiệp. Không có, anh Thành anh sợ đi đón cho người ta, con xin phụ trước thôi. Lái xe đi hả? Ờ, thì cũng có. Từ lúc mà sư phụ qua Houston á, ở Mỹ gần 30-40 năm. Sư phụ đâu có qua Houston đâu. Trừ khi hồi xưa có một lần qua, một lần lâu lắm rồi, cách mười mấy chục năm. Rồi bắt đầu thời gian Thiên Long Giang, Thiên Long Cung là thụ qua. Nhưng mà cũng chưa bao giờ đi dạo phố mình ở ngoài Hồng Kông, mấy khu Việt Nam nữa. Thì hồi không chờ, hồi chưa đi. Chỉ biết có gốc cây này với cái trong này thôi à. Hình như có lần tới Kim Sơn. Hồi đó kỳ đó ăn Kim Sơn thôi thủ. Cái thằng đó Kim Sơn. Ừ vậy thôi à. Hồi đó đâu phải đi dạo phố có thông thả không mình. Chưa. Tại hồ sợ đi vòng vòng á, gặp anh ông anh cả của mình là Hoàng Duy Hùng đó. Ái mày, mày sao mày giống tao quá vậy? Không biết sư phụ đến đây hết á. Chết luôn á. Anh em vô uống cà phê nữa còn chết nữa. Bên treo cờ vàng bay thọc đỏ, bên treo cờ đỏ sao vàng. Ê, chết. Đúng không? Nên không dám đi vào phố. Nhưng mà có, cũng có chung, cùng chung một màu mà sư phụ. Màu da, da vàng, má đỏ. Nhưng mà ai nỡ bỏ vàng. Ba sọc ngân hàng treo khắp nước. Con nên nhớ Phật trời nói chuyện á, đừng có coi thường, đừng có tưởng là nó sẽ có.
Rồi cái hồi xưa lúc mà sư phụ nghe mấy vị kêu sư phụ phải cắm cờ vàng ba sọc đỏ cho núi Thiên Long Sơn á, sư phụ cũng rất kỳ á, sư phụ muốn làm mối hàng thôi phải không, nhưng mấy vị kêu phải làm á con, nó lá cờ này quan trọng lắm con biết không, sau này á sẽ hàng gắn dân tộc á bề trên á, thì từ đó sư phụ mới giữ cái cờ cho núi Thiên Long Sơn. Rồi cái bây giờ đến ngày nay á, mình mới khẳng định là thiệt. Rồi khi mình phân tích thời cuộc đi, nước Việt giờ đang đói ha, không bị thế giới bao vây phải không, 6 triệu chim hiền á, có ai cũng có thân nhân bà con ở nước quốc nội ở trong nước, ai cũng thương quốc gia mình, thấy người Việt gì chứ yêu nước nhiều lắm á, nhưng mà lấy cái lá cờ nào để làm biểu tượng để mà lẹ, để quốc tế nó viện trợ, để cho Liên Hiệp Quốc, để cho NATO, để cho 6 triệu chim hiền cảm giác là an toàn á, về không có bị làm khó, làm dễ, bắt bớ, cắt qua ly đồ, thì lá cờ nào con nghĩ ra được. Nếu mà ai mà trên mạng á, nghe được cái này á, tìm giùm tôi cái lá cờ thứ ba đi. Nếu mà có lá cờ thứ ba được á, thì hãy cãi với tôi. Còn không có thì nhất chính là nhì bù thôi. À, kỳ này là thùng phá sảnh. Cái đó con hiểu á. Bảo đảm phá sản luôn sư phụ ơi. À, phá sản luôn rồi. Bữa nay mặc đồ thoải mái, nói chuyện thoải mái quý vị. Đừng bắt bẻ mình. Hôm nay là bên lời chứ không có. Không thể tôi không đeo đưa ba sọc hỏi sư phụ nha. Trời ơi đeo cái đó. Nè. Qua mấy ngày lẹ quá. Dạ 6 ngày lẹ quá sư phụ. Lẹ ha. Con tưởng nó mới có 2 ngày. Giờ sư phụ về tụi con nhớ nhớ sư phụ, sáng nào cũng lo chạy xuống đây gặp sư phụ 21 cái qua nữa chuẩn bị chạy qua bên kia.